Vâng, năm nay thì tình hình mưa lũ nhiều hơn, đặc biệt là ở khu vực Bắc Bộ. Mưa dai dẳng từ suốt tháng 7 cho đến giờ, một phần là do yếu tố hình thái thời tiết La Nina xuất hiện. Và La Nina thì cũng có thể là dấu hiệu con dao hai lưỡi đối với những khu vực bị ảnh hưởng, trong đó có Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á khác. Một số quốc gia Đông Nam Á dự báo tình trạng La Nina sẽ xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2024. Nhìn chung thì La Nina thường gắn liền với thời tiết mát mẻ và ẩm ướt hơn, có thể mang lại nhiều điều kiện phát triển thuận lợi cho cây trồng. Thế nhưng mà mưa gió nhiều hơn bình thường thì có thể gây ra lũ lụt hoặc là nhiều cơn bão có sức tàn phá lớn. Các chuyên gia cho rằng là biến đổi khí hậu đã khiến La Nina trở nên khắc nghiệt hơn và điều này có thể làm tăng nguy cơ lũ lụt ở những vùng nông nghiệp trũng thấp. Nếu như lượng mưa trùng với các thời kỳ quan trọng trong chu kỳ vụ mùa thì La Nina cũng có thể gây ra thiệt hại đáng kể cho các loại cây trồng đã trưởng thành và làm trầm trọng thêm các đợt bùng phát dịch hại và bệnh tật. Một người phụ nữ Ấn Độ đã mất tích tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia khi mà vỉa hè của một con đường bất ngờ sụt xuống làm bà rơi xuống một hố sâu 8 mét. Cảnh sát nghi ngờ là bà có thể đã bị dòng nước ngầm cuốn đi. Sự việc xảy ra tại khu vực Dangwaji thuộc thủ đô Kuala Lumpur. Các nhân chứng cho biết là đã nhìn thấy lối đi lát đá đột nhiên sụt xuống dưới chân nạn nhân. Đội cứu hộ đã phong tỏa một phần khu vực và sử dụng máy xúc để dọn sạch những mảnh vỡ trong hố sụt nhưng không có dấu hiệu nào của nạn nhân cả. Cuộc tìm kiếm nạn nhân đòi hỏi phải có kế hoạch chi tiết vì liên quan đến hệ thống cơ sở hạ tầng công cộng. Được biết nạn nhân đến Malaysia cùng chồng và một số những người bạn cách đây khoảng 2 tháng để du lịch. Vào tháng 7, thành phố Sano ở tỉnh Tochigi, Nhật Bản ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất trong năm khi mà nhiệt độ lên tới hơn 41 độ C. Và để giải nhiệt cho đàn gia súc thì một chủ trang trại địa phương đã nghĩ ra cách làm mát đặc biệt, đó chính là đeo những túi đá lạnh vào cổ của những con bò. Ngoài đeo những túi làm mát thì trang trại này còn sử dụng những phương pháp khác như là trang bị quạt, vòi phun sương để giữ nhiệt độ của đàn bò ở mức thấp. Mặc dù là những biện pháp này tốn kém thời gian và tiền bạc, nhưng mà chủ trang trại cho biết là họ không còn những lựa chọn nào khác ngoài việc đầu tư để bảo vệ cho đàn gia súc. Nhiệt độ cao thì cũng ảnh hưởng đến hoạt động chăn nuôi của trang trại và gây ra nhiều trường hợp bò sảy thai và bê chết lưu. Rõ ràng là nếu bạn sử dụng quạt thì tốn tiền điện, còn với máy phun sương thì chi phí mua thiết bị ban đầu sẽ cao. Trong trường hợp dùng đá để làm mát cổ, tôi nghĩ nó có thể làm mát trực tiếp và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, trong tương lai, chúng ta phải nghiêm túc cân nhắc các biện pháp chống nóng như xây dựng những chuồng trại có máy lạnh.